Rồi, chào bạn nay đến với kênh QTCO. Bữa nay mình đi tìm nấm mối mà các bạn thấy nè, nấm nhiều tí tí không, mình còn nhỏ quá, nhìn mình không muốn nhổ luôn bạn. Để mình đi dạo hết cái ổ cho bạn coi nè. Tại mình để bật đèn lên nha, đèn này tối thui quá, đèn này đã tối. Mình nhìn cái ổ nấm mà mình không, cảm giác mình không muốn nhổ luôn bạn. Đây, mình bật đèn lên cho bạn coi. Đây. Bạn thấy không? Đó. Đây. Đó, thấy không? Nè, mày nhìn phải nhìn kỹ mới thấy mà, đó, thấy chưa? Tí quá trời ha, đó thấy không? Thấy chưa? Đó, mình ổ này dài lắm các bạn, đây nè, đó, thấy không? Ổ này nếu nó lên hết thì cũng nhiều lắm các bạn. Đây, thấy không? Mà điều nó nhỏ quá mình thấy nó tí mình nhổ cũng hơi ổn. Thôi mình quay cái video lại cho bạn coi, nè đó thấy không? Ổ này dài lắm, tới đây luôn nè, mà nó chưa lên hết các bạn. Đó, đó thấy không? Thấy không? Đó. Ổ này dài lắm nha. Rồi, mình đi mình đạp luôn bạn. Ồ mấy mình nè chết rồi ta. Mình nó nằm dưới giò mình không thấy mình đạp luôn. Tại nó mới lên mà ổ này phải tí xíu nó mới nhổ mới ngon bạn. Giờ nó còn nhỏ quá nè. Mà thấy nó lên cái tí xíu kìa nhổ quá ổn luôn. À, quá ổn đó. Kia bạn đó là ha, đó. Nhổ quá ổn luôn. Mình thấy ổ này dài lắm á, mà điều thôi cày nhổ luôn đi không à. Chứ gì để đẩy đây hồi giang hồ nó đưa nhổ cũng vậy à. Thôi mình kết thúc video đây nha. Nói chào các bạn, hẹn các bạn video sau. Tại bữa nay mình không có làm mai, mình đánh đổi mình làm cái video này chơi. Đó, thấy không? Thấy chưa? Mình quan sát cho bạn coi. Đó, các bạn nhìn là không kỹ là bạn không thấy luôn cái nấm luôn á ha. Rồi, mình kết thúc video mình nhỏ nha bạn. Nó mưa tới rồi.